Nghiêm Tân. Ông Nghiêm Tân này ông cũng biểu diễn nhiều, nó khách ở Việt Nam rất nhiều. Ông có một cái thí nghiệm mà tôi thấy hay là ông ấy để cái rượu mới nấu mà ông ấy phát triển mà để rượu nó ngon nghe, giống như để 10 năm vậy. Thì bọn khoa học bắt thiết cũng bảo là bây giờ đo Nghiêm Tân phát gì cũng đo được, cũng đo được ông đang phát triển gì. Bây giờ nó ông phát triển xong nó làm cái máy khác để đứng cạnh, nó thay đổi tần số, thay đổi biên độ để nó tìm ra cái thị trường mà gây ra hiệu ứng nhân rượu như nhau thì tìm ra là gì. À, tần số đấy là tầm người này với người khác, biên độ chừng này. Bây giờ mình nhận định được ngay, các vị lấy cho ít rượu mới nấu, không mua vốn về cho vào lò vi sóng, cái này đúng tần số vi sóng. Về là đây là ngay lò vi sóng. Nhưng mà nếu mà để khoảng 1 phút, 2 phút là thành cái loại nha, nó khử hết. Nhưng mà để khoảng 2-3 giây, 1 giây chẳng hạn là rượu cũng có thể có tốt hơn. Thế nên chứng minh ra là cái ông mà phát triển vào rượu ấy là ông có phát năng lượng thật chứ không phải là ông đùa. Nhưng sau đó làm thí nghiệm thì là thật ra khi bản chất hóa học làm thì dễ thôi, nó có thể câu đấy. Nhưng có cái hiệu quả hay hơn sau này như thế này. Thế thì người ta nghiên cứu là cái ông khí công, là cảm xạ, khí công tập mọi chuyện thì liệu ý. Tia này ra nhìn thấy không? Có người nhìn thấy nhưng thật ra không nhìn thấy. Thế là lo được, lo sáng tiếp thôi. Nhưng riêng Nghiêm Tân này thì lo được tiếp rồi. Thì ông làm này, ông này ông làm thí nghiệm là ông đi một cái đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh làm thí nghiệm. Ông này thì ông ở đâu rồi? Là 4.000 cây cối ngắn hơn. Ông ở dưới Quảng Châu ấy. Ông đi trên ở Bắc Kinh để hai cái lọ, trong đó có hai hóa chất. Phải đổ cái thứ ba vào là xúc tác thì mới xảy ra phản ứng. Nhưng mà ông Nghiêm Tân đang đứng xa chính xác từ các Quảng Châu lên Bắc Kinh đến 4.000 cây và 3.000 cây. Ông phóng trường từ đấy lên mà phản ứng xảy ra không cần xúc tác. Như vậy là cái này làm nhiều lần và thấy rằng là như vậy năng lượng truyền rất xa mà thay được một cái hóa chất. Thế đấy là một kinh nghiệm Nghiêm Tân mà cũng là một cái sách Nghiêm Tân ra cửa hàng mua đọc được, truyền rất lắm. Nhưng đây những cái khoa học mà đã làm được để chứng minh rằng là cái khí là gì, khí công là gì, nó phải lượng. Đấy là khoa phát triển như vậy này. Nên là khi